nhiều người dân thành phố Phan Thiết chia sẻ khi con đường Hùng Vương, tuyến đường nối trung tâm thành phố Phan Thiết với khu du lịch Mũi Né mở rộng thì khu rừng ngập mặn mới lộ ra được nhiều người biết đến. Quần thể thực vật ngập nước này được con sông Cầu Ké bao quanh, nằm trên địa bàn ba phường Phú Thủy, Phú Hài và Thanh Hải, tạo mảng xanh và hệ sinh thái độc đáo ngay trung tâm thành phố Phan Thiết. Khu rừng đặc mệnh còn gọi là khu vực dự án 5 công viên Hùng Vương, có diện tích hơn 32 hectare, vốn được quy hoạch là khu công viên cây xanh thể thao. Tuy nhiên, năm 2009, nơi này được điều chỉnh quy hoạch khoảng 12 hectare dùng để xây dựng khu dân cư, thương mại, dịch vụ, giao thông và phần công viên còn khoảng 20 hectare. Việc tách 12 hectare làm khu dân cư, thương mại, dịch vụ để tỉnh tổ chức đấu giá đất lấy tiền xây dựng phần công viên. Sau chuyến thị sát hồi tháng 4 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho rằng cần giữ lại toàn bộ diện tích khu đất ngập nước có cây tái sinh này làm công viên cây xanh, phát triển hệ sinh thái đặc biệt, giữ lá phủ xanh cho thành phố Phan Thiết. Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Dương Văn An nói rằng quỹ đất để phát triển khu dân cư hay thương mại dịch vụ ở thành phố Phan Thiết còn nhiều, có thể tổ chức đấu giá đất ở những nơi khác. Nhiều nơi người ta bỏ tiền ra để trồng thêm rừng ngập mặn, trong khi ở đây có quần thể thực vật ngập nước tái sinh là điều hiếm hoi, cần phải giữ lại. Nếu làm khu dân cư ở đây, Phan Thiết sẽ mất một phần khu sinh thái ngập nước không thể tái tạo được, ông An nói. Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận giao Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển hệ sinh thái ngập nước tại khu đất này, đồng thời báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ lại toàn bộ khu đất này để làm công viên sinh thái và một số công trình công cộng. Bí thư Dương Văn An cho biết thêm, điều đó có nghĩa là không thực hiện việc cắt đất làm khu dân cư. Theo ông Dương Văn An, tỉnh sẽ cải tạo nơi này thành khu công viên sinh thái ngập nước dựa trên không gian và quần thể cây là nước, hồ nước hiện hữu. Phía ngoài kênh sẽ được xây kè để bảo vệ chống xâm thực sạt lở, tạo đường đi bộ, xe đạp quanh khu vực. Phía trong, bên những con ngạch kết nối với kênh thoát lũ để lấy nước và tạo điều kiện cho các loài thủy sinh phát triển, có thể làm hệ thống cầu bộ hành, tạo đường đi dạo dưới tán cây để người dân đi bộ tập thể dục, hay đắp những mô đất cho các bạn trẻ đến sinh hoạt giải ngoại. Ông An nói về ý tưởng bảo tồn và phát triển quần thể ngập nước